Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng với các đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Nguyễn Duy Minh, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang. Qua nghe báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, cử tri huyện Hòa Vang bày tỏ phấn khởi về thành công của kỳ họp lần này, cũng như đánh giá cao những đóng góp, hoạt động tích cực của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề đến Quốc hội. Đất thì càng ngày càng hẹp, người thì càng ngày càng đông. Để việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tăng được đồng bộ trong cả nước, đồng thời giữ lại quỹ đất cho phát triển, tôi đề nghị các cơ quan trung ương cần ban hành nghị định về thực hiện văn minh trong việc tăng. Mỗi phần mộ tối đa bao nhiêu mấy vuông đất là vi phạm phải xử lý thế nào, đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao phải tiên phong trong thực hiện để người dân noi theo. Nhân cái buổi tiếp xúc hôm nay, tôi cũng xin kính đề nghị Quốc hội chúng ta xem xét là có thể là tăng cái mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách ở xã thành cái mức lương để một phần nào đó góp cái phần ổn định thêm cái cuộc sống cho cán bộ không chuyên trách ở xã. Cây thất lũ thì trong cái diễn đoàn núi rất nhiều cây thất lũ Hòa Liên ở Hồ Hòa Trung đi thẳng về biển, thì đoạn đầu từ Hồ Hòa Trung đến thôn Tân Đinh thì đó thì công sang, và đoạn chỗ cầu Cẩm Tụa đi xuống hướng biển thì đã thi công xong, thì bỏ lại cái khoảng nửa chừng ở giữa không giữa, do vậy ở đầu làm sao ở đuôi thông mà ở giữa không thông thì gây rất là nhiều trong cái đề mưa lũ ngập úng. Hiện nay thì khi mà trận mưa vừa thôi là khu Tân Ninh và khu Hiền Phước và những khu lân cận và khu Long Bóng là chỉ cần mưa một độ là ngập lụt, bởi vì cũng chính một là cái cây thất lũ không khớp nấu. Thì mang rèn núi rất nhiều về cây thất lũ, thì mang rèn lãnh đạo thành phố có ban ngành chúng ta cố gắng giúp đỡ đầu tư dứt điểm cái cây thất lũ để cho bà con nhân dân chống ngập úng. Cử tri cũng mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, lắng nghe và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với các cấp theo đúng thẩm quyền.